ngoại tình với đạo diễn. Sau 7 năm, Kristen Stewart lần đầu lên tiếng giải thích thừa nhận có hẹn hò với đạo diễn Rupert Sanders khi đang yêu Robert Pattinson. Tuy nhiên cô cho biết cả hai vẫn chưa đi quá giới hạn. Hôm mùng 5 tháng 11, Kristen xuất hiện tại chương trình The Hogwarts Show và lần đầu chia sẻ về scandal tình ái với đạo diễn Rupert Sanders hồi 2012. Cô cho biết bản thân cảm thấy rất xấu hổ khi sự việc bị công chúng bàn tán. Tuy nhiên nữ diễn viên khẳng định cả hai vẫn không đi quá giới hạn ngoài việc ôm hồn ritten cũng cho biết bản thân cô không muốn giải thích về vụ ồn ào này vì nghĩ rằng chắc chắn sẽ chẳng ai tin mình trong chương trình khi được hỏi về bạn trai cũ robert pattinson ritten cũng dành những lời tốt đẹp dành cho anh khi nói đó là người đàn ông tuyệt vời nhất của cô thậm chí ritten cũng tiết lộ trong lúc yêu pattinson cả hai cũng từng nghĩ đến việc kết hôn ritten và robert pattinson từng là một trong những cặp đôi đẹp được nhiều người ngưỡng mộ ritten stewart là diễn viên và người mẫu mỹ Cô bắt đầu đóng phim từ năm 8 tuổi và nổi tiếng nhất với vai chính Bella trong loạt phim điện ảnh ăn khách trạng vạn. 2008, Stewart và Robert Pattinson từng là cặp sao phim giả tình thật rất được yêu mến. Cách đây 7 năm, đạo diễn Rupert Sanders và nữ diễn viên Kristen Stewart bị lộ loạt ảnh ngoại tình ở nơi vắng vẻ. Họ nảy sinh tình cảm khi Kristen đóng phim Snow White and the Huntsman do Rupert làm đạo diễn. Vụ việc vỡ lở khiến Rupert bị vợ đệ đơn ly dị, còn Kristen bị bạn trai lúc đó là Robert Pattinson chia tay. Britton chia tay Robert Pattinson năm 2013 và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Sau đổ vỡ với Pattinson, cô chỉ hẹn hò đồng giới. Britton Stewart trải qua nhiều mối tình đồng giới trong những năm qua. Cô từng hẹn hò với nữ trợ lý Alicia Kazin, stylist Sarah Dinkin, người mẫu Langley Fox. Britton Stewart và thiên thần Victoria S. Secret Stella Maxwell công khai yêu đương vào năm 2016, và đường ai nấy đi hai năm sau đó. Bạn gái hiện tại của Britton là nữ biên kịch Dylan Mayer cặp đôi thường xuyên đi du lịch dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm đang nghĩ đến chuyện cầu hôn bạn gái và gìn giữ một mối quan hệ nghiêm túc